Theo Liên Hợp Quốc, dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người vào ngày hôm nay và dự báo Ấn Độ có thể vượt qua Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới vào năm sau 2023. Đây là một con số ấn tượng, nhưng những dấu mốc quan trọng nhất lại nằm ở chặng đường vài chục năm sắp tới. Cũng theo Liên Hợp Quốc, tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên được dự báo tăng 10% vào năm nay, lên 16% vào năm 2050. Dân số già là mối quan tâm và thách thức lớn của nhiều nền kinh tế. Tại Trung Quốc, một trong những quốc gia đông dân nhất hành tinh, dân số già cũng đang là thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế. Tại đây, gần như cứ 5 người thì có 1 người là trên 60 tuổi. Số liệu điều tra dân số cũng cho thấy sự phát triển dân số của Trung Quốc đang đứng trước một số mâu thuẫn về cơ cấu như quy mô dân số trong độ tuổi lao động và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản giảm, mức độ già hóa ngày càng sâu, tổng tỷ suất sinh giảm, số lượng sinh đi xuống. Chỉ mất 11 năm để dân số thế giới tăng từ 7 tỷ người lên 8 tỷ người. Theo các nhà khoa học, dân số thế giới đang vượt quá giới hạn bền vững của trái đất. Theo tính toán của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, mỗi ngày hành tinh chúng ta lại có thêm 200.000 nhân khẩu nữa. Để nuôi sống được 9,7 tỷ con người vào năm 2050, sản lượng lương thực thế giới cần phải tăng gấp rưỡi so với hiện nay, nghĩa là trong 40 năm tới, con người cần phải có một lượng lương thực tương đương với lượng đã được cha ông chúng ta sản xuất ra trong 8.000 năm qua. Người ta có thể chỉ để tâm tới bong bóng chứng khoán hay nhà đất, nhưng bong bóng thực phẩm cũng là một rủi ro lớn đối với hành tinh này. Viện Chính sách Trái đất EPI cảnh báo hiện tượng thiếu hụt lương thực đã bắt đầu xuất hiện rõ nét vào cuối năm 2010. Điều này tất yếu dẫn tới giá lương thực, thực phẩm tăng và đã đạt mức kỷ lục ở nhiều quốc gia trong năm nay.